Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử vi tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần trong chuyên mục Tử vi của 12 con giáp ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc cho quý vị may mắn, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, giới tử vi tâm linh học nhận định rằng tuổi Mùi là một trong những con giáp cực kỳ thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi Mùi thì không những giỏi, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn giúp đỡ những người mà gặp khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống của mình. Thưa quý vị, những người tuổi Mùi họ rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức khá sâu rộng, hiểu biết nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Và không chỉ vậy, họ luôn là người lúc nào cũng mang lại niềm vui, tiếng cười cho những người xung quanh. Vậy nên trong tháng 3 âm lịch này, họ là một trong những con giáp cực kỳ may mắn, được thần tài chiếu cố nồng hậu, thần Phật độ mạng, ban phát tài lộc, hóa giải vận xui cho quý gia chủ tuổi Quý Mùi. Trong tháng này thì cũng mang lại cho những gia chủ cơ hội đổi đời, nếu biết nắm bắt chính xác thì chỉ sau một đêm cũng giúp cho quý gia chủ tuổi Quý Mùi đổi vận. Và trước khi bước vào nội dung chi tiết, quý vị đừng quên ủng hộ chương trình Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn sau đây, xin mời tất cả quý vị hãy cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Quý Mùi sinh năm 2003 có mệnh mộc, dương liễu mộc, có nghĩa là gỗ cây dương. Người sinh năm 2003 Quý Mùi thường có tính tình hiền lành, thích sự trầm ổn, không muốn gây nổi bật. Ai kết bạn với người tuổi này thực sự rất may mắn, bởi vì tuổi Quý Mùi rất trọng nghĩa khí, sống biết trước, biết sau, hết mình với bạn bè nên được nhiều người yêu quý. Thế nhưng đôi lúc bạn sống vì người khác quá nhiều nên khiến bản thân chịu nhiều thiệt thòi. Tuổi Mùi khó tránh khỏi những lúc khó xử, chịu thiệt thòi. Giai đoạn này, người tuổi Mùi sinh năm 2003 đang bước vào khoảng thời gian quan trọng trong sự nghiệp học hành. Bản mệnh có thể phải chịu áp lực, học tập khá nặng nề. Vì thế cần phải có sự cổ vũ, động viên của những người thân cũng như sự tích cực chủ động của chính bản thân mình. Đây chính là khoảng thời gian bạn có nhiều biến đổi về tâm sinh lý. Vì thế cần phải chủ động trò chuyện, tâm sự với cha mẹ hoặc những người đáng tin cậy để kịp thời hóa giải khúc mắc, chớ nên giữ mọi chuyện trong lòng kẻo dễ gây stress. Bản mệnh cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, gây ảnh hưởng đến thành tích học tập của mình. Hãy xác định nhiệm vụ chính của bản thân lúc này là gì để thực hiện cho đúng. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp giáp dương mộc nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Quý Mùi. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt thì tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này, người tuổi Quý Mùi được cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ, phương diện học tập của đương số có nhiều điểm sáng, thành tích được cải thiện. Bạn được quý nhân giúp đỡ tìm ra phương pháp học tập phù hợp hơn, năng lực tiếp thu kiến thức cũng mạnh hơn, khiến cha mẹ và thầy cô rất hài lòng. Quý nhân có thể là người bạn ở ngay bên cạnh, học thầy không tài học bạn, quả là bạn bè thì có những cách học khiến chúng ta cảm thấy dễ tiếp thu hơn so với bài giảng trên lớp của thầy cô. Tinh thần tự giác học tập trong ngày càng được cải thiện. Bạn hiểu mình còn yếu kém chỗ nào, ở mảng kiến thức nào và tự lấp đầy lỗ hổng bằng những giờ tự học. Tuy đôi lúc có không tránh được việc bị các yếu tố bên ngoài chi phối, gây mất tập trung, nhưng may là mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát và kịp thời sửa chữa nên không gây ra những ảnh hưởng quá lớn. Việc thi cử trong năm cũng có thể đạt được những thành tích như mong muốn, dễ dàng đạt được học bổng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Quý Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, vẫn đang trong độ tuổi ăn học nên con giáp này chưa cần phải lo lắng quá về vấn đề tài chính, vẫn được cha mẹ chu cấp đầy đủ.
Nhờ những khoản tiết kiệm cẩn thận nên mệnh chủ có thể tự sắm cho mình những món đồ yêu thích từ lâu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người sinh năm 2003 có một nền tảng sức khỏe ổn định, tuy nhiên cần phải chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn đối với gan và túi mật. Ra ngoài nhiều khi cần phải chú ý đi lại, không nên điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi cho phép để tránh gây tai nạn, sự cố ngoài ý muốn. Các quý gia chủ tuổi Quý Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Quý Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Vốn dĩ tuổi Quý Mùi rất hòa đồng, tính cách dễ chịu, nên dù là nam mạng hay nữ mạng, đi đến đâu cũng luôn được hoan nghênh và yêu quý. Trong năm nay, sự khéo léo tiếp tục được phát huy giúp con giáp này dễ dàng kết giao với những người bạn mới. Không chỉ giữ mối quan hệ tâm giao thân thiết, chung sở thích mà còn rất hữu ích trong việc trao đổi bài vở, việc học tập thêm phần hiệu quả. Một số bạn có tư tưởng trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa có thể xuất hiện tình trạng cảm nắng. Việc học tập có phần sao nhãng, cần cha mẹ và thầy cô đôn đốc thường xuyên. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuổi Tuất. Đối với người tuổi Quý Mùi trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 3 năm 2022, tức ngày 6 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 3 năm 2022, tức ngày 18 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Mùi trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 3 năm 2022, tức ngày 11 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Sai Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 3 năm 2022, tức ngày 23 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm, vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống để trông gai này.
Qua phần luận giải của phong thủy gia cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 3 âm lịch và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại.